Sao có đèn bấm chưa? Hôm nay là 14 tây, 14 tây tháng 7 năm 2024 thì Phương Linh Mỹ Tho đến đến với cái hoàn cảnh của chị tên gì? Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm, chị sinh năm mấy? Dạ sinh năm 62. Năm 1962 ha, chị này ở Bàn Long hả? Dạ Vĩnh Quý, Vĩnh Kim. Vĩnh Quý, Vĩnh Kim. Thì chị cái chân của chị bị mà xài nạn. Dạ. Rồi ông chồng đó thì bị bệnh gì? Dạ tai biến nằm chồng. Bị tai biến, giờ chồng thì đi đi bệnh viện ở Sài Gòn rồi. Thì Linh xin đại diện đây là em Phượng Hoàng. Em Phượng Hoàng trao yêu thương 300.000 ha. Còn bên đây quà này là của Lê Nguyễn. Lê Nguyễn cũng đại diện Mạnh Thường Quân trao cho chị luôn. Dạ. Linh cảm ơn hoàn cảnh chị rất là khổ. Linh quay cái clip này gieo duyên lên hả, nếu mà nhận được trợ duyên tiếp theo thì sẽ trở lại đây nhóm của Bủ Liên, Minh Tường với các em gì đó, dẫn em Phước dẫn đi hả, nếu quý nhà nhà hảo tâm trợ duyên thì mấy em này cũng dẫn đi trở lại. Rồi cảm ơn Phượng Hoàng, cảm ơn rất là nhiều. Rồi nè,